Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang đứng cạnh cây sầu riêng Blackthorn D200 nha. Thì cũng có nhiều anh chị đang quan tâm về giống sầu riêng mới nè. Trong cái trái sầu riêng Blackthorn này thì trong ruột nó sẽ màu cam nha. Hình thức trái nó giống như vậy ha bà con. Trên cây đang cho trái sẵn luôn. Một chùm của nó rất là sai trái nè. Giống như một cái cuốn này nè. Nó nuôi được 4 trái nè. Là cái chùm bông này ha. Rồi cái chùm bông kế bên. Đó. Giống như cái chùm bông kế bên là 1, 2, 3, 4. 4 với thêm cái cành bên đây nữa. 4 trái nữa là 8 trái. Đó không anh Linh? Cành này 8 trái đúng không? 8 trái. Dạ. Cái cành này là 4 trái hay 8 trái? 7 trái. 7 trái hả? Cái nhỏ này 7 trái nè. Không có cái cành cành này nè. 7 trái. Cái cuốn cành này. Cuốn không có là 7 trái. Cuốn này là 7 trái. Còn cuốn đây 1 trái là 8 ha. Ngoài 1 trái là 8 trái. Còn những cái chùm ở trên nữa. Cái chùm ở trên 6 trái nữa kìa. Đây là chùm trên này. Thì bên trung tâm cũng thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta rất là nhiều ha. Sầu riêng Blackthorn. Tỷ lệ cho trái của bằng này rất là sai ha, năng suất cũng rất là cao, thể loại giống mới nha. Thị trường quốc tế giá trái của bằng này rất là cao nha bà con. Giá thu tại vườn á có thể là lên tới là 600.000 trên 1kg luôn ha. Là thị trường quốc tế nha. Còn thị trường Việt Nam của chúng ta cũng có thể là rẻ hơn một tí xíu, nhưng mà năng suất nó sẽ cao nè. Còn đây là cái giống như là cái nhận dạng của trái sầu riêng Blackthorn. Đó, nó có hình bông sao và nó có cái cuốn rúng nó lòi lên này ha, nó khác với sầu riêng Mosakin nha. Cái mặt nè, cái mặt trái thì nó sẽ bầu. Đó, giống như là nó sẽ hơi lùng lực lại ha. Rất là nhiều học nha. Một trái này thì nó 5-6 học luôn, rất là rõ ràng. Đó, trọng lượng của trái thì nó từ 1,5 kg. 1,5 kg có thể lên tới là 2,5 kg luôn. Cái trái này là được 75 ngày rồi, anh chủ vườn chia sẻ là được 75 ngày rồi. Đó, chưa chín nha. Khoảng chừng hơn tháng nó chín anh. Dạ, hơn tháng nữa thì tháng nữa. Trái này nó sẽ chín ha. Dạ, nó sẽ chín thì Ly sẽ quay lại cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta xem cái ruột bên trong nó như thế nào ha. Cây này là cây nguyên thủy luôn nha, không phải là cây ghép cải tạo nha, nguyên thủy luôn. Anh trồng là được 4 năm 2 tháng rồi. Là tính luôn cái trái đeo trên cây này luôn nè, là được 4 năm 2 tháng rồi. Đây, chùm trái nè. Cây này anh chia sẻ là hơn 100 trái, anh tuyển chọn bớt rồi. Chỉ để có 50 mấy trái thôi. Trái rất là nhiều. Quay ở trên này luôn. Đây nè. Vườn ngoài này nữa nè. Trái rất là đẹp, tròn. Mẫu mã rất là đẹp ha. Trồng ra trái cũng rất là sớm. Anh chủ vườn chia sẻ là rất là dễ ra hoa đậu trái nha. Chỉ thụ phấn có một lần thôi mà nó đậu rất là đạt. Rất là dễ chăm sóc luôn. Đồng thời trong cái vườn của anh là có trồng sầu riêng Thái nè, ghi sáo nè, sầu riêng Mosakin và sầu riêng Blackthorn ha. Đây là anh Linh ha. Anh Linh chủ vườn. Dạ. Anh cũng đi đầu về cái này là anh chỉ trồng thử thôi, chứ anh cũng chưa có trồng nhiều. Dạ. Trồng mẫu á. Đó, cây trái đây ha. Trái rất là sai nha. Rồi ngày hôm nay Ly đi vườn để cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây sầu riêng Blackthorn D200. Cô chú anh chị nào chúng ta có thắc mắc thì chúng ta cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha, để bên trung tâm cây giống tư vấn cho quý bà con chúng ta kỹ hơn và nhanh hơn nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.